Hi, Tina xin chào mọi người. Ok, hôm nay Tina sẽ chia sẻ về một cái tập á, là có người hỏi là chị Tina ơi, làm sao để mình có thể dập tắt được cái suy nghĩ bậy bạ? Có khi em đang cúng dường Phật mà xuất hiện những suy nghĩ rất là bất kính với các vị. Chị có thể nói là cái này có tội không và làm sao để em có thể dẹp đi? Em cũng đã cố gắng dẹp đi mà sao không dẹp được? Và có rất là nhiều cái câu hỏi làm sao mình có thể kiểm soát được cái suy nghĩ của mình và mình dẹp được những cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, những cái suy nghĩ bất kính khi mà mình đang cúng dường Phật. Thật sự là Tina cũng muốn giải thích cái trước mắt đó là cái suy nghĩ nó là cái gì cơ đã. Những cái suy nghĩ bất kính và những cái suy nghĩ mà sân si, ghen ghét, bực bội, đố kỵ, những cái suy nghĩ mà nó nảy sinh ra những cái kịch bản mà nó kéo mình đi á, là đó không phải là mình. Trên thực tế là mình phải hiểu á, là khi mà mình ví dụ chẳng hạn như cái bạn này viết là đang cúng dường Phật mà tự nhiên có những cái suy nghĩ bất kính tầm bậy tầm bạ đó, thì Tina muốn cho bạn hiểu là cái đó không phải là mình. At least cái bạn này đã nhìn thấy ra cái sự thật, là nhận dạng ra được cái suy nghĩ bất kính đó để mà mình bắt đầu muốn sửa, là chính mình phải nhận dạng nó ra cái đã. Tại vì rất là nhiều người và phần lớn là khi mà không có tu tập và không có hiểu về cái này thì tất cả mọi người nghĩ rằng là cái đó là mình. Tại vì nó giả tạo và nó xâm nhập vô trong cơ thể của mình, vô cái não của mình, vô cái trí não của mình, vô cái suy nghĩ, vô cái tưởng tượng của mình. Và theo thời gian đó là mình cứ nghĩ rằng là cái đó chính là mình là cái đó. Nhưng trên thực tế là cái đó không phải là mình. Tại vì mình chỉ là cái sự hạnh phúc, từ bi, yêu thương, bao la, rộng lớn. Cái đó là mình. Cái mà yêu thương, cái mà dễ chịu, cái mà relax, cái mà thiền định, tất cả những cái đó là mình. Còn những cái khác là không phải là mình. Ok. Vậy thì cái này khi mà nó xâm nhập vô trong cái bộ não của mình và những cái suy nghĩ nó giả tạo là mình, và nhiều khi nó xúi giục mình làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, ví dụ chẳng hạn như là tà dâm hay là chửi bới hay là đánh nhau. Trên thực tế là nó là một dạng sóng năng lượng tiêu cực thấp mà nó xâm nhập vào trong mình á, và nó thông qua cái cơ thể, nó lợi dụng cái cơ thể của mình để nó có thể thể hiện cái năng lượng của nó, cái sóng năng lượng của nó. Nó có rất là nhiều cái trường hợp á, là các bạn biết rồi, tự nhiên nó có một người đâm một cái người kia, giết một cái người kia, sau đó là họ bàng hoàng, họ hối hận, họ nói là họ không hiểu tại sao cái lúc đó họ lại làm như vậy. Trên thực tế là nó là như thế này, là khi mà một cái suy nghĩ mà nó xâm nhập vô, nó dấy lên một cái suy nghĩ và mình không kiểm soát được cái suy nghĩ này, mình không hiểu được là cái suy nghĩ này không phải là mình và mình nghĩ rằng đó là mình, thì từ cái suy nghĩ này nó sẽ đi tới cái hành động, và từ cái hành động nó sẽ ra cái hậu quả. Và khi có cái hậu quả đó là chính mình là cái người mà phải trả nghiệp, trả giá. Cho nên ví dụ chẳng hạn như là mình giết người thì cuối cùng là mình sẽ đi tù. Nhưng khi mà mình đi tù là lúc đó bắt đầu mình hối hận và mình không hiểu tại sao mình lại đi làm những cái chuyện đó. Nhưng mà lúc đó thì đã trễ rồi. Cái nguồn sóng năng lượng nó tiêu cực và thấp và xấu xí đó, đó nó chỉ lợi dụng mình trong những cái lúc đó để nó thể hiện nó, để nó sung sướng khi mà nó giết người, nó sung sướng khi mà nó đánh nhau, nó sung sướng khi mà nó làm hại một cái người khác, nó sung sướng khi mà nó chửi bới được một người khác, nó sung sướng khi mà nó comment làm muốn làm tổn thương một ai khác, ví dụ chẳng hạn như thế. Thì tất cả những cái này đều không phải là mình, mà mình đang bị lợi dụng một cái bởi một cái thế lực, một cái sóng năng lượng. Thì có nhiều người á thì người ta sẽ nói là cái này nó là thế lực quỷ ma, có người thì sẽ nói là đây là những cái sóng năng lượng thấp, có những người thì lại gọi nó là tà khí, có những người thì gọi cái này là không, cái này là chính tâm mình hiện ra. Ok, vậy thì Tina không muốn đi sâu vào vấn đề này là chính tâm mình hiện ra hay là nó thật sự là quỷ ma, hay là thật sự nó là sóng năng lượng gì nó đang xâm nhập vào trong cơ thể của mình, hay là chính cái não của mình nó tạo ra, mình không cần biết. Tại vì khi mà mình đi sâu vào mấy cái này, nó chỉ thành ra một cái tranh cãi về một cái chuyện vô bổ. Mình không cần biết nó là cái gì và nó từ đâu đến, chỉ cần biết rằng là nó đang nằm ở trong cái bộ não của mình và mình cần phải giải quyết nó. Ok, giải quyết nó bằng cách nào?
Thứ nhất á, là mình nhận dạng nó ra cái đá. Như cái bạn này á, tất cả những người bạn này á, là đã nhận dạng ra là đó không phải là mình rồi. Biết rằng là tự nhiên nó có một cái suy nghĩ nó đến, em thì em đang cúng dường Phật, tại sao em lại có cái sự bất kính như thế trong đầu. Hiển nhiên ở đây là người ta đã nhận dạng được có một cái gì nó sai sai ở đây. Có một cái gì nó rất là sai ở đây. Thế thì ok, mình nhận dạng ra là cái này không phải là mình cái đã. Ok. Và sau đó đó là cái bước thứ hai là mình đối thoại với nó. Mình có thể mình đối thoại với nó. Well, mình vẫn có thể có những cái phương pháp khác cao cấp hơn, như là chẳng hạn như là mở lòng từ bi, ôm nó vào lòng, yêu thương nó như yêu thương chính mình. Nhưng Tina nói là rất là nhiều người sẽ nói là từ bi nó nằm ở đâu, mở làm sao, trời ơi con quỷ ma nó gớm thấy mồ luôn á, những suy nghĩ đó nó gớm thấy mồ luôn, làm sao mà nó ôm nó ở trong lòng yêu thương nó như yêu thương chính mình. Ví dụ chẳng hạn như có một cái bạn á, Hoa Võ Tuyết có một lần hỏi Tina về cái việc là khi mà mình gặp yêu ma thì nó như thế nào. Thì đấy, chẳng hạn như trong những cái trường hợp đó thì Tina nói là nó có một cái phương pháp á, là ôm nó vào lòng, yêu thương nó như yêu thương chính mình. Nhưng trên thực tế có rất là nhiều người, người ta chưa có đạt được đến cái mức độ đó. Người ta không biết mở từ bi như thế nào, và người ta không biết là tự nhiên yêu một cái con ma thấy gớm như vậy, một cái suy nghĩ gớm như vậy sao mà mình có thể yêu thương nó được. Cho nên đó là Tina mới chia sẻ những cái khác, những phương pháp khác để mà bạn có thể sử dụng được và nó có hiệu quả. Trong kênh của Tina chỉ chia sẻ những gì Tina có trải nghiệm qua, Tina có sử dụng và Tina thấy nó vô cùng có hiệu quả. Có những cái lúc hồi xưa Tina chưa có mở lòng từ bi được với những cái nguồn năng lượng này thì Tina có một cái cách khác. Cái cách khác này nó rất là, có thể là mọi người sẽ nghĩ là nó rất là lạ lùng, không bình thường, nhưng nó hiệu quả. Ok, miễn là nó hiệu quả là ok. Khi mà mình nhìn thấy cái suy nghĩ đó, thứ nhất mình có thể mình đối thoại với nó. Trên thực tế là cái suy nghĩ này nó không phải là mình, nó là một cái dạng sóng gì đó không cần biết. Nhưng khi mà nó biết mình đang nhận dạng ra nó rất là sợ và nó biến luôn. Khi mà mình đối thoại với nó, mình nói là ê mày, tại sao mày xúi tao làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ này? Nếu như tao làm cái chuyện này, tao là cái người phải trả giá đây này. Tại sao mày xúi tao làm chuyện này? Tại sao mày dấy lên trong đầu tao những suy nghĩ bất kính như thế? Tại sao? Mày trả lời cho tao nghe. Ok, mình đối thoại với nó tại vì nó không phải là mình. Khi mà mình bắt đầu đối thoại ấy, để coi thử xem nó nói sao. Mình thử đối thoại nó, xem nó nói cái gì. Nhưng thường thường á, là nó sẽ im lặng. Thường thường nó sẽ im luôn và nó sẽ mất luôn. Tại vì khi mà mình nhận ra nó là nó không còn cái power đối với mình, nó bị văng ra. Cho nên là thường thường là nó sẽ im lặng. Nhưng mà I don't know, nhiều khi nó sẽ đối thoại với bạn thì mình cứ đối thoại với nó. Cái cách khác nữa thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà thật sự là Tina cũng nghĩ là đối thoại nó cũng là một cái hay, để mà mình hiểu rõ cái suy nghĩ dở hơi đó ở trong đầu mình nó là cái gì. Tao muốn hỏi mày cho tới cùng, cho tới kỹ, thiệt là kỹ, là tại sao mày chui vào trong cái đầu tao, mày muốn làm như thế. Mày trả lời cho tao đi. Ok, đó là một cách. Thứ hai á, là đuổi nó thẳng cổ ra khỏi người mình. Đuổi nó thẳng cổ ra khỏi cái đầu mình. Ví dụ chẳng hạn cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nó đến, nó xúi mình làm chuyện này làm chuyện kia, hay là nó có những cái suy nghĩ bất kính với Phật tới khi mà mình đang cúng dường như bạn này viết á, ngay lập tức đuổi nó ra. Ơ cái thằng mất dạy kia, mày đi ra ngay khỏi cái đầu tao. Mày lại chui vào trong cái đầu tao, mày nói cái gì bất kính tầm bậy tầm bạ, thằng mất dạy, đi ra chỗ khác ngay lập tức, đuổi thẳng cổ. Thì ở cái chỗ này mình cần phải có một cái sự mà mạnh mẽ. Trên thực tế là chỗ này mình phải có mạnh mẽ, tạo cho mình một cái sự mạnh mẽ để đuổi nó thẳng cổ ra. Nó mất. Thì nó nói thật sự nó sẽ mất. Cái thằng mất dạy mà nó nói cái gì mất dạy trong đầu mình á, nó xúi bậy mình, nó xúi mình thế này, nó xúi mình thế kia, tiễn ra. Có rất là nhiều người nói là tiễn cái gì mà tiễn, đuổi cái gì mà đuổi, cái đó là chính tâm mình hiện ra. Ở đây là mình khoan, thật sự khoan đánh giá cái việc là cái này nó từ đâu đến, không cần biết. Chỉ cần biết rằng là khi mà cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nó đến cái gì, mình đuổi nó thẳng cổ, mày đi ra ngay. Và mình có thể là mình nói ra tiếng luôn. Hiển nhiên cái lúc nào không có ai ở nhà đi, chứ tặng tự nhiên nếu mà đang có người ở nhà mình nói như thế thì nó thành ra là giống như là mình bị khùng vậy đó. Người người ngoài nhìn mình tự nhiên, ủa sao có ai đây đâu, mà tại sao bạn là nói chuyện với ai vậy? Mình không thể giải thích được cái việc đó. Không lẽ mình giải thích là ta đang chửi cái thằng mất dạy ở trong cái đầu tao hồi nãy nó bất kính với Phật, người ta nghĩ là mình điên á. Nhưng trên thực tế nó rất hiệu quả. Cái này không điên. Bất kỳ ai
mà không có tu tập đều có những cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu và họ không biết cách giải quyết. Cái đó không phải mình, phải hiểu được rõ là cái đó không phải mình, cái này là mình phải giải quyết. Mà Tina thấy rất hiệu quả, đối thẳng cổ. Nó mất dạy như thế, nó nói chuyện gì trong đầu mình như thế là mình không thể chấp nhận được, đuổi nó đi. Trên thực tế khi mà đuổi nó đi thiệt, nó mất ngay lập tức. Ok, cái này là những cái phương pháp mà Tina đã từng sử dụng. Và nếu mà thỉnh thoảng nó còn lai vãng cái gì đó thì Tina đuổi thẳng cổ, đi ra. Bây giờ Tina cũng không có nói nhiều, không có đối thoại, không có hỏi cái gì á. Một là trong kiểu như là trong tâm á, mình chỉ trong tâm nói là đi ra. Còn hai là mình nói ra tiếng khi mà ở nhà không có ai, đi ra. Đi ra ngay lập tức, mất dạy vô lao lêu, ví dụ là như thế đi. Ok, cái này là Tina cũng đã chia sẻ với rất là nhiều người. Khi mà người ta nhắn tin cho Tina vào Messenger thì Tina chia sẻ cũng rất nhiều người, chắc cũng phải mấy chục người rồi. Và ai cũng cảm ơn Tina quá trời, nói là chị Tina ơi, cái này có hiệu quả quá trời rồi. Em tín nhông nó đi, thế là nó không bao giờ quay lại nữa. Cái thằng mất dạy nó biến luôn. Phương pháp hiệu quả. Nó hơi kỳ lạ một chút xíu, nhưng mà khi Tina cũng nói là Tina không có thầy bằng xác thịt, cho nên khi Tina gặp những cái gọi là tinh mị hay là những cái quỷ ma hay là những cái mà ghê ghê á, thì Tina phải nó giống như là tự vệ vậy đó. Mình phải có một cái phương pháp tự vệ trước khi mình biết thực sự là cái gì mới là cái mà tốt nhất và cao nhất mà mình có thể sử dụng. Thì như Tina nói là cái cao nhất vẫn là lòng từ bi. Nếu như những cái gì nó xấu nó đến với mình, như là quỷ ma hay là những cái sự sợ hãi, như cái bạn Hoa Bộ Tuyết nói là bất kỳ người tu tập nào sẽ bắt đầu thấy quỷ ma xuất hiện, thì có người như Tina nói là vọng tưởng hay là tưởng tượng hay là nó là quỷ ma hay là nó là cái gì đó nó tấn công mình không cần biết, nhưng mà làm sao hiệu quả thì khi Tina không có thầy bằng xác thịt thì tất cả mọi thứ giống như là Tina phải tự thắp đuốc để Tina đi. Và trong những cái lúc đó mình thử hết từ cái này, thử hết từ cái kia, quán tưởng lửa, quán tưởng thế này, đấu với nó, rồi đấu các thứ, không có cái gì mà nó có hiệu quả bằng cái việc là lòng từ bi. Cái này là từ xương máu của Tina, trải nghiệm xương máu của Tina, từ theo rất là nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng để Tina mới phát hiện ra là thì ra là đấu với nhau, rồi quán tưởng lửa, rồi chiến đấu, rồi chiến tranh không hết. Mình thắng được lần này thì lần khác mình cũng sẽ thua, và khi mà mình thua mình te tua. Cho nên trong tâm linh nó là vô hình, nó là sự đấu tranh bằng tư tưởng. Những cái mà quỷ ma nó xuất hiện nó vô hình tướng, nó không có hình tướng, nhưng nó có xuất hiện trong một cái dạng khác mà mình sẽ gặp phải khi mà mình đang ngồi thiền, hoặc là có thể là thiền, nhưng mà tầng thiền, một cái tầng thiền nhất định nha. Chứ nếu mà thiền bình thường để relax thì nó không có bị cái này nha. Mọi người cứ thiền bình thường, cái này nó chỉ xảy ra khi mà mình vô một cái tầng thiền chính xác nào đó thì nó mới vô cái này. Ok, thì khi mà nó xuất hiện á, thì mình phải có một cái cách giải quyết. Thì trong vô hình á, là cái sự đấu tranh với nhau bằng tư tưởng, bằng cái quán tưởng. Nó hiện ra như thế nào đó, khi bắt đầu mình cũng hiện ra như thế nào đó, mình bắt đầu mình đấu với nó, đúng không? Thì cái này là nó không có ok. Tất cả những người nào mà chưa có trải qua cái này thì người ta sẽ chưa có hình dung ra được là cái sự vô hình nó như thế nào, và cái sự đấu tranh ở trong vô hình nó như thế nào, hay là chiến đấu trong vô hình nó như thế nào. Nhưng mà nó y chang như ngoài đời hai thằng đánh nhau như thế nào thì trong vô hình nó cũng đánh nhau y chang như thế. Chỉ có điều là trong vô hình thì mình có thể quán tưởng được nhiều thứ, tưởng tượng ra nhiều thứ. Ok, thì nó nhiều màu sắc hơn. đấu tranh ấy, trong cái sự vô hình thì nó nhiều màu sắc hơn. Nhưng trên thực tế đó, bạn cũng biết rồi, khi mà bạn tu tập, những phương pháp tu tập vẫn là những cái quán tưởng. Hồi xưa Tina tu tập, Tina không biết về cái quán tưởng, nhưng không hiểu tại sao bỗng nhiên tự nhiên nó theo một cái tự nhiên Tina biết tới đây là Tina phải quán tưởng cái gì. Khi mà bắt đầu tu pháp vị này thì quán tưởng cái gì nó tự nhiên ngồi xuống cái là quán tưởng. Không bao giờ học về cái này, nhưng mà như Tina nói là cái này nó giống như là cái nguồn tha lực, nó chỉ dẫn, hoặc là cũng có thể là nó là những cái gì nó đọng lại từ kiếp trước thì Tina không biết. Tina cũng không muốn đi sâu vào cái vấn đề này, chỉ có biết rằng là Tina cũng chia sẻ rất là chân thật, và tất cả những cái này nó xảy ra trong cái lúc mà Tina ngồi thiền.
và tất cả những vị và những phương pháp Tina sử dụng là đều là từ thiền mà ra và từ cái vô hình mà ra, kể cả những cái bát ấn, kể cả những câu chú, kể cả những cái mà quán tưởng như thế nào. Những người nào mà đã tu tập lâu năm rồi thì sẽ biết là quán tưởng là cái gì và bát ấn là cái gì, xài pháp khí nó là cái gì. Thì tất cả những cái này là bình thường là người ta sẽ phải học. Thế còn Tina thì Tina chỉ biết là ngồi thiền cái thì đã biết liền à. Ngồi thiền á là Tina biết là phương pháp của cái vị này phải quán những cái gì, quán tưởng những cái gì, bát ấn ra sao, mình biết hết và mình sử dụng. Thế thôi, và Tina cũng không biết giải thích như thế nào. Thì bây giờ nó chỉ có hai trường hợp thôi. Một là cái nguồn tha lực của mấy vị dẫn dắt mình đi. Hai là cái này là những cái mà nó đọc lại từ trong kiếp trước và bây giờ mình nhớ lại. Không biết, nó có hai cái trường hợp đó thôi. Thì Tina không có nghĩ là nó còn có trường hợp thứ ba nào nữa. Như Tina nói là tất cả những cái gì mà Tina trải qua thì Tina chia sẻ để cho quý vị đỡ phải là chảy ra chóc phẩy, đỡ phải khổ sở với những cái chuyện này như Tina đã từng phải khổ sở. Ví dụ chẳng hạn để Tina hiểu được ra là cuối cùng lòng từ bi, mở lòng từ bi và yêu thương nó như từng chính mình là cái phương pháp mạnh nhất, thì Tina cũng phải trải qua rất là nhiều tuần, rất là nhiều tháng mà đấu tranh với nó bằng những cái sự quán tưởng, rồi những cái gọi là đấu đá, rồi mà nó không có cái gì mà nó mạnh bằng cái việc là mình thật sự mở được cái lòng từ bi và mình yêu thương nó. Thì lúc đó nó sẽ mất hoàn toàn, tại vì mình chuyển hóa được cho nó, mình giúp đỡ nó để mà mình giúp đỡ chính mình. Khi mà mình giúp được nó, mình chuyển hóa được cho nó để nó đi lên á. Tại vì nó bị kẹp một cái chỗ nào đó, nó rất là bị kẹp, cái nguồn năng lượng sóng đó bị kẹp, cái vô vong linh đó, con quỷ ma đó bị kẹp ở cái chỗ nào, mình phải gỡ được cho nó cái khúc. Tại vì tu tập là như vậy mà, tu tập là giúp đỡ những người khác, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ quỷ ma, giúp đỡ con người. Ok, nó bị khúc mắc gì, nó bị kẹp ở chỗ nào, mình gỡ cho nó, xong rồi nó đi lên. Thì trên thực tế là khi mà nó đi lên là ở đây là thứ nhất là mình sẽ có phúc đức, là tại vì mình giúp được một sinh linh. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ được giải thoát bởi cái sự quấy rối của nó. Tại vì nó được giải thoát thì mình cũng sẽ được giải thoát. Ok, mình giúp nó thì mình sẽ giúp chính mình. Nhưng mà nó là những phương pháp là cao cấp hơn, về sau này mình mới có thể sử dụng. Còn những cái gì mà nó nhanh nhất á và nó hiệu quả thì mình đuổi nó ra khỏi cái đầu. Nhưng mà khi mà mình đuổi nó ra khỏi cái đầu á thì mình phải đuổi nó nhiều lần. Ví dụ chẳng hạn như hôm nay mình đuổi nó một lần, nó đi rồi, thì có thể là tuần sau á lại một cái suy nghĩ khác nó tới, hay là ngày mai nó lại có suy nghĩ khác tới. Tức là cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu nó xuất hiện liên tục. Những cái mà sự bất kính này hay là có thể là một tuần nó xuất hiện một lần, hay là có thể là cái gì đó bậy bạ nó xuất hiện hai ba ngày nó xuất hiện một lần. Thì cứ mỗi lần nó xuất hiện như thế mình đuổi nó đi thì lúc đó nó sẽ hết. Nhưng mà nói chung là cái gì nó cũng cần cái thời gian. Mình tập một cái thói quen mới để mà mỗi lần cái suy nghĩ xấu nó xuất hiện thì mình nhận dạng ra nó và mình biết đó không phải là mình. Cái đó là cái đầu tiên mà mình phải để cho nó trở thành một cái thói quen. Một cái thói quen mới là khi mà nó xuất hiện là mình nhận ra nó, đó không phải là mình. Cái thứ hai, mình đuổi nó thẳng cổ nếu như mình chưa mở lòng từ bi. Nhưng mà sometimes thì mình phải biết cái chỗ nào là cái chỗ để mở lòng từ bi và cái chỗ nào là cái chỗ để mình đuổi thẳng cổ. Cái này là ở cái cảm nhận của mình, ở cái trực cảm của mình và ở cái I don't know. Nó có những cái mà mình phải thật là sắt đá và đanh thép. Và có những cái chỗ thì mình phải mở lòng từ bi. Mình đanh thép không phải là mình đanh thép mình đanh thép để mà mình giết người ta, không phải, mà mình đanh thép để người ta nghe lời. Mình đanh thép nhưng mình không hại người ta. Mình đuổi người ta không có nghĩa là nếu như bạn cần ăn tôi không cho ăn, bạn cần ăn tôi vẫn cho ăn. Nhưng bạn không thể nào mà quấy rối và tầm bậy và phá người ta như thế được. Chỗ nào mình phải đanh thép thôi. Bây giờ mày đang bu láo bu lếu như thế, mày quấy phá tao, tao đuổi mày đi. Thế thôi, nhưng nếu mà mày cần giúp cái gì thì tao sẽ giúp mày. Ok, hôm nay Tina chia sẻ đến đây thôi.
Hy vọng là cái này nó thật sự là có ích, tại vì Tina cũng thấy là Tina chia sẻ trên Messenger cũng rất là nhiều bạn, và mình thấy nó có hiệu quả, cho nên là mình chia sẻ cho nó rộng rãi ra. Ok, hôm nay Tina chia sẻ đến đây thôi nha. Bye bye mọi người.